Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Anh Online được thực hiện bởi AudioBook Orderline. Ngày sản xuất và hạn sử dụng trên sản phẩm nào đó tiếng Anh là gì? Ngày sản xuất hả? Well, cái hạn sử dụng is called expiration date. Expiration date là sử dụng, còn ngày sản xuất hả? I don't know. I guess created day hay là nhà sản xuất mình không biết. Nhà sản xuất tiếng Anh kêu bằng gì ta? Yeah, what's ngày sản xuất? Tự nhiên hỏi ngang mình không mấy không. Để mọi mình nhớ mình nói chưa. Siết ít vào phao thoát nữa, siết bận lắm hả? Lâu rồi không gặp. Really? Thứ hai no, hồi kia rồi thứ hai hơi bận. Yeah, cũng vẫn còn thứ 2 thứ 6 bởi vì Việt Nam. Yes, cái chị mà hay thâu âm cái video của Secret Post lên YouTube tên gì vậy? Tên Thơm, cô ấy tên là tên Thơm. Yes, Trương Nguyễn nó đúng á. Yes, lấy tên là nick là cúng con. Yes, hạn sử dụng là expiration date đó. Hạn sử dụng là cái ngày mà nó quá đáp đó phải không? Yeah, yes, có expiration date. Yes. Sao trên đời có người là dễ thương như thời bởi vậy? Bởi vì candy. Yeah. Alright, Henry, yes, manufacturing date, thank you. Manufacturing date là cái ngày mà sản xuất đó. Yes, thank you. Tự nhiên mình quên chữ manufacturing. Manufacturing date là cái ngày sản xuất, còn expiration date là cái ngày hết hạn. Okay, expiration date là ngày hết hạn ha. Cái chữ expire là không còn nữa, chết, mất tiêu. Okay. Lighthouse, đọc sao? Sure, đọc là light, cái xong này house. Cái âm T ngay chính giữa cái chữ lighthouse đó, đừng có phát âm đó, đừng có lighthouse, ok? Chỉ cần light, nín hơi lại, house, house xuống giọng, lighthouse, đừng có lighthouse, nó là lighthouse, ok? Okay, đọc Times New Roman, ok? Times xin đó, New Roman, Roman, ok? Roman. Alright, phân biệt advanced với lại progress. Ui, cái này hơi khó nha. Coi trong từ điển dùm đi, mình không biết tiếng Việt giải thích như sao. Nó advanced là tiến tới, progress là tiến bộ hả? It's the same, hai cái cũng giống là na ná nhau hả? Nó là synonym với nhau đó. Cùng từ hả? Yeah, ok. Đồng nghĩa. Yeah, từ đồng nghĩa. Trước tomorrow, tonight có giới từ không? Ủa là làm sao? Trước tomorrow, tonight có giới từ là làm sao? Before hả? Trước tomorrow là before, yeah, before tomorrow. Right? Lighthouse, yes. Yes. CPU viết tắt của từ gì? Cái gì đó? Central Processing Unit. Cái đó là cái CPU. CPU, ok. Central Processing Unit. Alright. CPU của máy tính nói vậy đó. Yes, it's a Central Processing Unit. Manufacturing là viết tắt của manufacturing đây. Yes, cái chữ manufacturing viết tắt đó là vậy đó. Còn date nó không có. Manufacturing. Okay. Xưa ơi, từ sure đọc là sure hay là sure thì đúng, vì thấy người ta đọc là sure, từ điển cũng vậy, nó đọc là sure, cái âm sure là chữ she vậy đó, sure vậy đó, sure, rồi viết như sao? Sure, huh? Yes, it's like that, sure, viết như vậy, sure. Có nhiều người nói là sure cũng được nữa, it's fine. Có thể là sure, có thể là sure, cái nào cũng được hết. Mình nghe cả hai luôn. Okay, it's the same. Me see. Xin ơi, ông Trump nói I will see you at the time là sao? I will see you, mình sẽ thấy bạn at the time. Cái câu này sao lạ quá vậy? Yeah, I don't know. Chứ thấy nghe nhầm không vậy? Yes. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc là hai cơ quan độc lập. phải không? Độc lập là gì? What is độc lập? Thấy có hai phát ngôn riêng. Yeah, cái Nhà Trắng là it's the White House, là ông tổng thống ở đó, Obama ở đó. Còn cái nhà mà 5 góc đó là the Pentagon. Let's call the Pentagon. Đó là văn phòng quốc phòng của Mỹ. Okay, so hai cái đó nó khác nhau. Yes, different. What else? Now hold on. Ví dụ, okay. Ví dụ như có nói là on tomorrow được không? No, mình không có nói on tomorrow. Yeah, just tomorrow hay là tonight vậy thôi à? Yeah, nó không có cái chữ tonight với chữ tomorrow, nó không có cái giới từ mà đặc biệt cho nó. Yeah, vậy thôi à? That's it. Tomorrow với lại tonight. Yeah, không có giới từ đặc biệt. Yeah. Okay. Cảnh sát người Mỹ gọi là cop phải không? Yes, đúng rồi đó. Police hay là cop. Cop nghe nó gọn hơn. Okay. Yes, Universal Serial Bus. Thank you. USB. Thank you. Nghi. Very nice. Lộn. I will tell you at the time. Khi mà ông được hỏi đồng ý. Yes. Uh-huh. Tôi sẽ nói đến lúc đó. Yes, that's right. Ông Trump, ông sẽ nói rằng có thể không chấp nhận ông thua nếu ông thua. Còn khi ông thắng thì anh sẽ chấp nhận ông thắng. Rồi. Have a good one. Giống là have a good day. Yes, similar đó. Ronaldo. Yes. Uh-huh. Tại sao Mỹ không phát triển tàu điện cao tốc? Oh, yes. Ok, nó có vài lý do. Một là xa lộ của Mỹ rất là good, tỏ ra là nhiều xa lộ để cho người ta đi. Thứ hai nữa là xăng bên Mỹ rẻ so sánh với những nước khác. Thứ ba nữa là chiếc xe nó có tự do hơn là đi tàu điện. Ví dụ các bạn muốn đi đâu giờ mấy, giờ nào cũng được hết đó. Còn các bạn đi tàu điện các bạn phải chạy ra cái ga đó rồi chờ mua vé này kia kia nọ, phiền lắm, các bạn xách đồ cũng không được nữa. Yeah, đủ chuyện xảy ra hết á. Tuy rằng những cái thành phố cũng nên có tàu điện, làm như New York, San Francisco cũng nên có, mà tại vì nó rắc rối mà khi mà xây dựng nó lên, tốn tiền rất là nhiều mà cái hưởng lợi của nó cũng ít hơn nữa. Yeah, cho nên nước Mỹ là cái nước xe cộ, cái nước xe mô tô. Và các bạn cảm thấy là như bên Nhật họ rất là cái hệ thống tàu điện rất là kêu bằng rất là tiện nghi, mà nó khổ cái là các bạn phải xách đồ đi cũng cực khổ lắm, các bạn mua đồ rất là ít, không có mua được nhiều đồ, các bạn phải đi đúng giờ đúng lúc, vân vân. Còn bên Mỹ thì các bạn chỉ cần lên chiếc xe chứ các bạn đi hả. Cho nên cái tính ra cái kinh tế nó không có để cho tàu điện nó xì lên. Yeah, okay. Alright. What else? Trong video thấy Fiona nói cảnh sát là pigs. Yeah, tại vì she ghét cảnh sát. Cho nên she không thích cảnh sát, hoặc là she tại mấy cái người mà không thích cảnh sát gọi cảnh sát là con heo, pigs. Yes, bên Mỹ đó. Me see, bạn nói từ due to là thay thế because, nên dùng due to, nên dùng từ due to, dùng because là nghe không sành điệu phải không? No, because nghe nó sành điệu hơn. Due to nghe nó trịnh trọng mà nó hơi ta đây, kiểu mà không có nên, you know. Yeah, because là nghe nó hay nhất, nó gọn, ai cũng hiểu cái chuyện đó. Due to cảm giác nó kêu bằng mình không biết cái đó nhìn sao nó bệnh, nghe nó không có đáng để dùng khi mà nói chuyện hàng ngày. Và cái đó thường khi viết văn hay gì này kia thôi. Okay. Ok, me see. Mới đọc thấy Trump với Clinton ăn tới chơi. Yes. Cái mục đích đó để làm cái gì? Rồi, so cái mục đích ông Trump với bà Hillary Clinton hôm nay dự một cái buổi charity, là cái buổi mà từ thiện. Những cái người giàu họ đến đó, mỗi người trả tiền khoảng mấy 10.000 đô, 5.000 đô một đĩa đồ ăn. Họ thực sự cố tình là họ lấy đắt tiền cái đĩa đồ ăn đó, là tại vì họ lấy cái tiền để cho người nghèo. Hôm bữa nay hai người đó tổ chức cái bữa ăn đó thì được 6 triệu đô la cho người nghèo, nhất là những nước nhỏ nghèo ở thành phố New York. So trước khi ăn thì hai người được đứng lên 15-20 phút để chọc với nhau, nói chuyện với nhau, khơi hài, nói móc với nhau. Thì hồi đó giờ hai bên lúc nào cũng vui vẻ, mà hôm nay ông Trump ông lên, ông chọc cũng mới ban đầu cũng hay lắm, 10 phút cũng rất là hay, mà 10 phút sau thì ông lạc đề tài, cái ông chửi bả. Ông nói rất là nặng. Khán giả kêu ông ngồi xuống, không có muốn ông nói nữa. Cái khán giả kêu bằng bu á, Mỹ kêu bằng bu là bu, là kêu ông ngồi xuống. Ông nói chuyện cũng lỗ mãng, không có nên. Cái bữa ăn này là vui thôi, nó móc nhau để chỉ vui thôi, chứ không phải mà thật sự mà để ra tay để đánh lộn, làm như tranh luận, mà ông trở thành một cái tranh luận. Bà Clinton sau khi mà ông Trump lên thì bà Clinton cũng không có vui lắm, cũng nó móc bình thường, mà cái mặt của her cảm thấy cô không có vui. Cho nên hôm nay coi thấy mắc cười lắm. Alright, hôm qua có xâm thăm Fiona không? No, Fiona giận mình. Vậy rửa mà hỏi người nước ngoài đến từ UC họ nói vậy đó là sao? Từ đến từ just, yeah, because là tốt nhất. Alright, okay. Don't take it to heart là gì? Jenna, okay, so don't take là đừng có lấy, to heart là đừng có để vào trái tim, là đừng có lấy cái lời người ta nghiêm túc quá, làm như người nào khen mình, người nào chê mình, nói ô sao hôm nay thấy mập quá vậy, cái mình tự nhiên mình buồn đấy, làm như ai chê Siết gì đó, hôm nay sao nhìn Siết sao thấy xấu quá vậy, cái sao buồn, tuy rằng họ giỡn giỡn hay gì đó. So mình lấy cái lời, mình để cái tim của mình, thì đừng có kiểu mà nghiêm túc quá cái sự mà cái lời mà mình nghe người ta, ý là nói đừng có serious quá, okay. Yeah, so don't take it to heart là đừng có giữ cái lời gì mà mình buồn, là mình buồn để mình đừng có nghiêm trọng. Yes. Xong mình giải thích bữa nay dỗm cái gì. Tiếng Việt của mình hôm nay xong. Chúc mừng Siết nếu ông đó làm tổng thống. Nó mốc ghê luôn á. Thôi, một mình về Việt Nam mình sống, hai mình trốn qua Canada hả? Okay. Alright. Đừng bận lòng, thank you Wilson. Yes, đừng bận lòng. Yes, thank you. Đúng rồi đó, cái đó đó, don't take it too hard là đừng có bận lòng á. Yeah. Bên Mỹ chat thường viết tắt, yes đúng rồi, bên chat họ gì thường viết tắt, là như mình hay dùng cái chữ này trong chat room á, you, nghĩa là you, hy vọng là các bạn biết rồi đấy. Có nhiều người nói rằng Siết nên viết cái chữ u này đi để mấy bạn hiểu cái chữ u, mà mình nghĩ chắc bạn cũng biết cái chữ u này nghĩa là u kia rồi đấy. I was mean là gì đó. Okay, lúc đó tôi đối xử với bạn không có tốt đó, Sĩ Đan. Alright, nào nãy giờ mình giải thích về ông Trump, mình cũng hơi lỡ, không có nhìn mình thấy những cái câu hỏi của các bạn trong đây. So sorry nếu mình không có trả lời các bạn cái câu gì dưới viết lại mình nha. Because có thể nói là cause, yep, đúng rồi đó. Yes. Đừng có nói quá nhiều. No, zoo là cái sở thú là zoo, còn cái này là you, nghe nè, zoo với lại you nó khác rồi, right? Một cái là z, một cái là ya, right? So muốn nói tôi dự định sửa máy tính cho bạn vào thứ Hai tuần sau. Okay. I will fix your computer next Monday. Okay. Because đọc là because hay là because. Because cái đầu tiên á, không phải là because. Tuy rằng người bản xứ thỉnh thoảng lừa biến because cũng được nữa, bệnh nói chung là đúng là because, okay, because. Alright, hình như Siết có gia đình với có con rồi phải. Siết không muốn tụi biết chuyện riêng tư phải không? What? Ok, nếu mình có gia đình, giờ này mình thức, mình giúp các bạn học tiếng Anh, chắc vợ mình quýnh mình quá. Còn con cái thì không biết, đáng lẽ mấy cái giờ khác mình giúp các bạn thì nó la hét sùm nữa. So yeah, mà hình như mình có vài đứa con ở bên Việt Nam mình không biết. Có thể bây giờ chắc khoảng 7-8 tuổi rồi đó. Nếu có con. Tuyệt tình. God. Hey Dennis, how are you? Mình hình như có một đứa ở Long Xuyên, một đứa ở Vũng Tàu. I'm not too sure. Okay, alright. What else? IN10 được không? IN10 là to. Yes cũng được. Yes IN10. Yes IN10. To fix your computer next Monday cũng được. Mà mình nói gọn là I will. Đấy thôi. Rồi chữ T trong chữ future phát âm sao? À cái chữ future á phát âm CH, future. Okay, future. Go what do you want là lịch sử phải không? No, không có lịch sử. Well, cái câu what do you want nó không có lịch sự mà nó không có trịnh trọng. Nên như bạn mình thì nó là what do you want cũng được, hoặc là cháu con em mình, ok. Còn hoặc là cái người thân gì đó thì mình nói what do you want được. Còn mình muốn nghe lịch sự thì mình dùng là what do you like, nghe nó gọn, nghe nó nhẹ hơn tí xíu. Okay, yes, what do you like? Well, what would you like? Yes, what would you like? Very nice, Nina, yes. Alright, Scout's Honor là danh dự của mình. Okay, Scout's Honor là danh dự của mình. Tại sao bên Mỹ nó có là Boy Scout với lại Girl Scout? Mình không có biết, Việt Nam có, mỗi cái nước có. Boy Scout với lại Girl Scout là một cái hội đó, mình vô cái xong rồi cái họ rửa não mình á, họ kêu mình yêu nước này kia cái nọ đó. Dạ. Cái nhóm mà mình hồi nhỏ cái mình vô bắt mình yêu nước, mình nên thương yêu đồng bào này kia cái nọ đó, mình chào cờ này kia. Yeah, okay. Well, that's Boy Scout and Girl Scout. So mình có cái danh dự, an honor là một cái danh dự. So a Scout's honor là một cái danh dự của cái người đó. Okay.